thành phần, lactic acid công thức cân bằng độ pH cho da nhạy cảm. Lựu đỏ chống lão hóa. Nam việt quất chứa vitamin C làm đều màu da. Bạc hà làm mát khử mùi. Công dụng: kháng khuẩn, khử mùi vùng kín, tiêu diệt vi khuẩn có hại, ngăn ngừa các bệnh phụ khoa. Hỗ trợ làm hồng vùng kín, dưỡng ẩm vùng kín, chống khô. Cách sử dụng: sau khi làm sạch hoặc xịt trực tiếp lên băng vệ sinh để khử mùi.